Chào mừng toàn thể anh em quay trở lại với channel của mình. Hôm nay lại tiếp tục với tựa game Tây Du anh em nha. Và hôm nay mình lại tiếp tục qua bản nước ngoài để đi review cũng như là chiều theo lòng anh em. Muốn mình sâu tất cả thần kỹ, thần kích và tác dụng đội hình. Rồi thì set cho anh em một cái combo chuẩn về thần kỹ và thần kích của cái tem Nacha, vị tướng quốc dân sắp tới. Chuẩn bị ra mắt. Ngoài ra thì cũng theo yêu cầu của anh em là mình sẽ demo cho anh em và đi soi top cũng như là những cái nguyên liệu để gộp mà thần thông anh em nha. Đấy. Thì hôm nay có một vài ý chính như vậy, mình sẽ làm clip ngắn gọn xúc tích đi review cho anh em và cũng trả lời cho anh em một vài câu hỏi là tại sao về sau ấy thì anh em chỉ nên chơi một đam chủ lực thôi. Đó. Không nên chơi hai đam hay là nhiều làm gì cả. Hai tanh thì có thể nha, hai tanh thì có thể, nhưng mà hai đam thì không cần thiết. Rồi ok, thì hôm nay mình sẽ đi review cho anh em tem Nacha luôn. Đấy, tem Nacha luôn nha. Đây là vị mình cứ quen mồm gọi là siêu thần thú đi ha, nhị kiều. Mình cứ quen gọi là nhị kiều cũng đúng, đại kiều hay tiểu kiều đúng không ạ, nhưng mà cái tên của nó thì không phải đâu. Rồi ok, thì đội hình hiện tại bây giờ thì mình cũng đang chơi một Nacha thôi và chơi hai tanh nha. Có nhiều anh em hỏi mình là tại sao chơi hai tanh, thì chút được DPK mình sẽ đi phân tích cho anh em nha. Đầu tiên là vì thần kích và thiên kỹ luôn nha, thần kích và thiên kỹ luôn. Thiên kỹ thì ở bên này á, tướng mới họ ra khá là nhiều rồi, cho nên là có cực kỳ nhiều những cái thiên kỹ mới và thần kích mới đấy. Chắc chắn là trong 1-2 phút hay 5-7 phút thì không thể nói hết được. Thì mình chỉ sơ sơ qua một chút cho anh em nắm được anh em nha. Đầu tiên là thiên kỵ táo quân chắc chắn là phải có rồi. Đó, chắc chắn là phải có để nó búp cho những con hàng trước hoặc hàng sau. Đối diện với bản thân con đeo cái thiên kỵ này, búp thêm giảm sát thương với lại tăng sát thương để cũng ok anh em ạ. Thiên kỵ của Nacha giúp hồi sinh. Hồi sinh anh em ơi, ok chưa ạ? Cho con nào đeo cũng được, nhưng đa phần là cho support đeo. Đế thính thì có rồi này, ok rồi. Thiên kỹ của con ba này ở bên minh giới, cái này cũng được này. Dựa theo cái số mục tiêu của anh em á, số tướng của anh em trên trận thì nó sẽ có một cái chỉ số giảm tấn công bên kia tương đương. Maximum lên ấy, thì ví dụ như là anh em có 6 mục tiêu thì giảm 20%. Đấy, và càng ít mục tiêu lại thì sẽ giảm đi càng ít. Đấy. Cái này là cái của con tướng bên yêu giới mới. Cái này thì cũng ok, nói chung là nó sẽ gây cho anh em một lượng đam gián tiếp các thứ, rồi thì nó búp phòng thủ anh em ạ, búp đam một chút. Đấy. Nhưng mà không nên chơi. Còn đây là của Cửu Linh Nguyên Thánh. Anh em có điều kiện anh em up lên thì rất chi là ngon rồi. Đấy, hai cái này. Có điều kiện để up lên thì khá là ngon. Nhưng mà không có điều kiện thì cũng không nên up làm gì cả anh em ạ, bởi vì chơi đa phần là thần kích thì nó sẽ ok hơn. Đó, còn cái đá này thì anh em chủ yếu để up mấy cái bộ combo cho support chính, cho tướng chính á, thì nó sẽ ổn hơn nha. Rồi, ngoài ra là đến thiên kỹ của Thiên Hậu. Rất chi là ổn đúng không ạ? Thiên kỹ Dương Tiễn. Và nữa là Tôn Ngộ Không để giảm thương cho vị trí tanker của anh em đang xài. Đấy. Bất tử phản đam. Đó, chỉ như vậy thôi anh em ơi. Chỉ như vậy thôi nha. Còn đây là giảm thương thì không nói rồi. Ai có điều kiện thì up nha. Đó là thiên kỹ sơ sơ một vài cái cơ bản thôi. Choáng chủng các thứ này. Đấy. Chú trọng nhất là thần kích. Thần kích thì anh em up tiên phát chế nhân với lại hàng như phục ma rồi đúng không ạ? Chắc chắn là ai cũng up rồi. Cái đấy thì không thể nào bỏ đi rồi anh em ơi. Tiếp theo nữa là đến cái gọi là cái mắc binh nhất cho carry ở cái tên thần kích tiếp theo. Mình thấy đánh giá là tốt nhất hiện tại anh em ạ. Không biết là sau này thì nó có update thêm hay không nha. Nhưng hiện tại bây giờ thì là ngon nhất. Ok chưa ạ? Là ngon nhất. Đấy. Đây, đọc cho anh em về cái hiệu quả của nó nha. Trước khi bắt đầu một vòng lẻ, gọi là 1-3-5-7, thì người sở hữu nó sẽ được giảm 20% sát thương. Đó. Nếu người sở hữu là vị tướng có tấn công cao nhất trong đội, thì tất cả đồng đội á, sẽ được giảm thêm 35% sát thương nữa, kéo dài cho đến hết vòng đấu, có nghĩa là hết cái vòng lẻ đấy. Ok chưa ạ? 1-3-5-7 tùy, miễn là vòng lẻ là ok.
Khi bắt đầu một hiệp đấu chẵn thì sẽ có 100% cơ hội sử dụng ngay một kỹ năng không tiêu hao nộ khí. Nếu người sử dụng cái thần kích này, người đeo thần kích này á là anh hùng có ATK có tấn công cao nhất thì sẽ nhận thêm 30% sát thương kéo dài cho đến cuối vòng đấu. Ok chưa? Có nghĩa là vòng lẻ thì sẽ búp giảm sát thương và vòng chẵn thì sẽ búp tăng sát thương và sử dụng nộ khí luôn, không à, sử dụng chiêu và sử dụng kỹ năng luôn không tiêu hao nộ khí. Ok chưa? Lực búp thêm 30% sát thương nữa. Ngon chưa anh em? Mắc binh chưa? À, và cái này thì nó sẽ có cái tác dụng là giúp cho anh em có thể có cái tỷ lệ sau khi giải phóng kỹ năng xong thì sẽ có 30% cơ hội giải phóng ngay một kỹ năng tiếp tục không tiêu hao nộ khí, có nghĩa là nó anh em có thể sử dụng gọi là ultimate liên tục luôn. Nhưng mà lần sau thì sẽ không tiêu hao nộ khí anh em nha. Đấy. Mỗi hiệp một lần. Nếu mà không kích hoạt thành công á thì xác suất sẽ được cộng dồn cho hiệp tiếp theo. Anh em hiểu không ạ? Có nghĩa là mỗi một lần khi mà anh em tung skin xong ấy thì anh em sẽ có 30% kích hoạt thêm một lần skin nữa không tiêu hao nộ khí. Nếu mà cái vòng đấy mà anh em không kích hoạt được cái thiên phú này ấy, cái kỹ năng này ấy, thì anh em sẽ được cộng dồn 30% này cho cái lần tiếp theo, cho hiệp tiếp theo. Đấy, thì có nghĩa là hiệp thứ hai anh em sẽ có 60%, và nếu mà không vẫn không được nữa thì sang hiệp thứ ba anh em sẽ có là 90%. Đấy. Và khi mà kích hoạt xong thì sẽ đặt lại. Ok chưa? Sẽ không cộng dồn nữa, sẽ đặt lại là tỷ lệ là 30% luôn, không có cộng dồn nữa. Đấy, maximum level 6 là được tỷ lệ lên 30%. Tiếp theo là cái này, đầu rồng đuôi phượng. Cái này thì đa phần là anh em cho support thôi. Sau khi giải phóng kỹ năng không bổ sung nha, thì thú cưng ở các vị trí khác nhau sẽ giải phóng một kỹ năng ở cấp độ cao. Thú cưng ở các vị trí khác nhau thì sẽ giải phóng một kỹ năng ở cấp độ sao hiện tại tùy theo hạng của người sử dụng. Đó. Có nghĩa là cái này nó sẽ giúp cho anh em có cái khả năng thần thú của anh em á có khả năng là phóng một lần skin luôn. Ok chưa? Có nghĩa là một hiệp anh em sẽ được một trận đấu anh em sẽ được phóng skin thần thú 2 lần. Đấy. Và khi mà up maximum lên ấy, up maximum level 6 lên ấy. Đây. Thì sau khi giải phóng kỹ năng không bổ sung, thú cưng sẽ được búp lên và pet sẽ thừa hưởng kỹ năng đó, cấp độ sao riêng của nó có. Sau khi giải phóng kỹ năng không bổ sung thì thú cưng á có lẽ là cái vật trị à, cái thì pet của anh em á, thần thú của anh em ở các vị trí khác nhau sẽ giải phóng một kỹ năng ở cấp độ sao hiện tại tùy theo hạng của người sử dụng. Có nghĩa là tùy theo cái level này này. Ví dụ như là mình đang level 3 đúng không ạ? Đang level 3 thì mình sẽ pet của mình sẽ được phóng cái skin ở cái mốc 2 sao. Đó. Còn pet của mình kể cả là pet 5 sao chăng nữa nha, pet của anh em 5 sao chăng nữa, nhưng mà cái lần bổ sung này á, cái lần gọi là lần phóng skin bổ sung này á của pet á thì nó chỉ có hiệu lực ở 2 sao thôi. Đấy. Và khi mà anh em nâng full level 6 thì nó là full sao. Đó. Nâng full level 6 của cái thần kích này thì nó là 5 sao, nhưng nó là full sao luôn. Bất kể con pet nào cũng thế. Đấy. Anh em hiểu là khi mà vô trong trận ấy thì pet của anh em sẽ có 2 lần phóng skin. Nhưng mà cái lần tác dụng của cái thần kích này thì pet của anh em sẽ phụ thuộc vào cái số sao của cái thần kích này anh em ạ. Đó, ví dụ mình level 3 thì phóng skin kể cả pet của anh em 5 hay 10 sao chăng nữa thì nhưng mà cái phóng skin lần này ấy, thì nó chỉ dừng lại ở 2 sao thôi. Có nghĩa là cái hiệu quả của nó chỉ mốc 2 sao thôi. Đấy. Và anh em up càng cao nha thì cái khả năng của nó càng cao, và cao nhất là level 6 thì cái mốc của nó sẽ mặc định là theo cái số sao của cái thần thú mà anh em nâng lên. Đấy, không còn phải bị hạn chế nữa. Anh em hiểu ý không ạ? Đấy, ok chưa? Ngon không? Đó là thần kích đỏ anh em nha, thần kích đỏ. Và bây giờ thì đến 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 cam. Cam thì mình không chơi hỗn loạn nữa rồi, tại vì về sau thì chỉ số kháng với lại thần thông nó cũng ảnh hưởng khá là nhiều. Đấy,
Cho nên là mình up cái này lên đấy. Thì đây, trong 4 hiệp đầu tiên của trận đấu, tất cả các anh hùng đều được giảm 12% sát thương và 35% giảm sát thương bạo kích. Trước khi bắt đầu các hiệp lẻ trong một hiệp. Trước khi bắt đầu các hiệp lẻ trong một trận đấu thì tất cả các anh hùng đều nhận được 25% HP trước khi bắt đầu các hiệp chẵn. Cái này thì trong 4 hiệp đầu tiên của trận chiến thì tất cả các anh hùng đều được giảm 12% sát thương và 35% giảm sát thương chí mạng, có nghĩa là sát thương bạo kích. Trước khi bắt đầu các hiệp lẻ, có nghĩa là hiệp lẻ nha, thì sẽ được giảm thương. À, hiệp chẵn thì sẽ được buff 25% HP. Ok chưa ạ? Có nghĩa là ví dụ là 1, 2, 3, 4 đúng không ạ? Thì 1 và 3 anh em sẽ được giảm sát thương và buff thêm 35% giảm bạo thương, giảm sát thương chí mạng. Còn hiệp chẵn 2, 4 thì anh em sẽ được buff thêm 25% HP tối đa. Ok chưa ạ? Đấy. Cái này up lên thì nó sẽ rất là ngon. Full rồi đây. Mình up full rồi. Đấy. Còn hỗn loạn thì không chơi rồi, bởi vì sau thì kháng khá là nhiều khi mà anh em up lên 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 ấy lên thần binh 100, 125, 155 thì kháng cộng khá là nhiều, kèm thêm thần thông hỏa nhận kim tinh nữa. Đấy, còn cái này thì cũng bỏ qua luôn, cái này chẳng ai chơi cả anh em ạ. Rồi, đó là về thần kích anh em nha, thần kích tơn này thì nó là như vậy, còn về sau thì không biết là nó có update thêm hay không thì mình không biết nha. Tiếp theo nữa đó là nâng cấp thần thông. Nâng cấp thần thông á thì nó sẽ tốn khá là nhiều tài nguyên của anh em đấy. Khá là nhiều tài nguyên. Đầu tiên là ví dụ nha, đầu tiên là sẽ tơn cái này đi ha. Cái này đi thì anh em sẽ phải tốn hai cái đỏ. Ví dụ anh em muốn áp cái này, muốn áp cái độc đốt này đúng không ạ? Thì anh em phải tốn thêm một cái độc, một cái đốt nữa và một cái quyển sách. Quyển sách này ấy, thì nếu mà mua thẳng ấy, nếu mua thẳng ấy thì giá của nó cũng 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 khá là chát. Đây để mình check cho anh em về giá luôn ha. Mua thẳng thì như là 1,5 triệu được một cuốn thì phải. 1,5 triệu một cuốn thì phải anh em ạ. Đây. Anh em thấy ok không? 1,5 triệu một cuốn nếu mua thẳng anh em nha. Còn đấu giá thì cũng chỉ 22k5 thôi, 1,5 triệu một cuốn nha. Đây cho anh em chọn. Hiện tại bây giờ thì mới update được đến cái Mai Khai Nhị Độ với lại ấy, với lại Đạo Nghi Hà Quang. Thế nhưng mà anh em mà muốn chơi nó thì phải tốn khá là nhiều. Ví dụ như là anh em muốn up cái lục âm lục dương này thì anh em lại phải tốn một cái lục âm lục dương với lại một cái cuốn sách. Thì ai mà đã có full 6 cái lục âm lục dương rồi thì ngon. Đó. À, thì anh em chỉ việc gộp vào một thôi. Bây giờ anh em chỉ cần đầu tư sách thôi. Sách thì đấu giá là 22k5 anh em nha. À, giống như là thần thông đỏ ấy. Còn mua thẳng thì là 1,5 triệu một cuốn. Đấy, mình vừa check cho anh em rồi đúng không ạ? À, thì anh em ưu tiên lên hai cái này trước. Hai cái này trước để cover sát thương các thứ, rồi sau đó anh em lên cái mạnh bà nha. Cái mạnh bà này ấy thì nó sẽ bớt cho anh em được một slot đi. Đấy, mạnh bà hai nộ này với lại một cái mạnh bà cam thì sẽ lên được cái mạnh bà ba nộ, một slot ba nộ luôn, không cần phải hai không không cần phải xài hai slot nữa đúng không ạ? Đấy. Còn ngân giác thì là một cái đỏ một cái cam. Tiểu Bạch Long thì cũng là một cái đỏ một cái cam. Di Lặc cũng là một đỏ một cam anh em nha. Đấy. Còn cái này ấy thì là hai đỏ luôn, nói chung là cũng tùy thôi, cũng tùy vào từng cái thần thông mà anh em nó yêu cầu anh em phải có những cái đỏ hoặc cái cam khác nhau đấy. Như là độc đốt thì là hai cái đỏ cam, độc đốt là hai cái đỏ này đấy, nhưng mà từ cái mạnh bà này cho đến ngân giác kiểu Bạch Long Di Lặc thì là một đỏ một cam, âm dương thì là một đỏ, lục âm lục dương thì là hai đỏ, Dương Tiễn với lại cái này là cái gì ấy nhỉ? Búp thêm đam khi mà gây sát thương bạo kích đấy, mình quên bố tên này. Đây là cái Dương Tiễn với lại cái búp đam khi mà gây đam bạo kích này. Đấy. Nguyên liệu anh em nha, nguyên liệu nha. Thì chỉ đắt ở cái quyển sách thôi, tại vì nếu mà mua thẳng thì là 1,5 triệu, còn nếu mà mua
mua mua ở trong đấu giá thì cũng đơn giản thôi anh em ạ, khá là nhiều content để cho anh em đấu giá, khá là nhiều. Như là hoạt động thì nhiều lắm, hoạt động thì có đấu giá vương giả chiến này, rồi thì hoạt động hôm nay nó tắt bố hết hoạt động rồi. Nhưng mà nhiều chỗ để mua lắm, anh em cứ thoải mái nha. Cứ thoải mái anh em ạ. Thoải mái. Đa phần á, đa phần là sẽ tham gia hoạt động bang chiến lên server này, hoạt động PVP lên server để nhận lấy cái đấy anh em nha. Đấy. Rồi. Tiếp theo nữa đó là Nacha. Ở Nacha thì sức mạnh của nó thì không thể nói anh em ạ, không thể bàn cãi rồi. Khỏi phải nghĩ luôn anh em ơi. Khỏi phải nghĩ. Cái này mà nó là cái mà có 20% buff đêm thêm 100% lên á. Cái này mà nó là cái buff đêm thêm 100% tỷ lệ 20% thì ngon. Thì phê. Quá phê luôn anh em ạ. Nhưng đây nó là đam theo phần trăm máu cũng được, không sao cả. Mình chơi một đam thôi, bởi vì Nacha nó đã có cái khả năng hồi sinh sẵn rồi anh em ạ. Đấy. Kháng trạng thái bất thường 40%, thêm cái quả thần thông hỏa nhãn kim tinh nữa thì gần như là không CC nổi. Nếu mà anh em mà khoái thì có thể bỏ cái này ra và chơi thêm cái này cũng được, gây đam thêm cũng ok. Còn bất động, còn Đại Minh Vương thì vị trí support thì không nói rồi. Mình đang chơi hai vị trí tanker nha, đó là Tiểu Bạch Long Thức Tỉnh 3 tỷ 9 và Cửu Linh Nguyên Thánh 2 tỷ 6. Con này chủ yếu là phản đam thôi. Chủ yếu là phản đam bởi nó trâu lắm. Nó cực kỳ trâu luôn nha. Áp cho nó cái giày luôn này. Cái giày lên 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 hồng hoang luôn để bút thêm máu. Còn Tiểu Bạch Long thì lại hút hỏa lực. Và cái combo này là combo chuẩn của Tiểu Bạch Long tanh nha. Cái này thì chơi bút máu để hàng trước. Ok chưa ạ? Bút máu để hàng trước nha. Cửu Linh Nguyên Thánh thì giảm thương. Đế Thính thì chắc chắn là búp đam rồi, búp phòng thủ. Này là búp máu này. Bên búp đam, còn cái này thì để gia tăng sát thương khi mà anh em đam đam mục tiêu. Đấy. Bây giờ thì đi BK nha, đi BK cho anh em tham khảo một chút ha. Đi test một hai trận chứ nhở. À quên, không cho anh em xem cái đấy. Không cho anh em xem thần thú. Cửu Linh này. Đế Thính này. Đế Thính thì thường thường họ sẽ để hàng sau để tối ưu lượng đam gián tiếp anh em ạ, đam luân hồi ấy. Nhưng mà cũng không hẳn đâu. Tại vì ban đầu này ấy, thì đa phần là sẽ bị khắc chế bởi cái miễn dịch. Dù có bỉ ngạn hoa nó phá thì cũng chỉ được một tơn anh em ạ. Tơn độ đầu thì gần như là cũng không có đam bao nhiêu đâu. Tin phát chế nhân thì toàn cho tanh đang cũng to phết chứ đùa đâu nhỉ, 21 triệu. Chủ yếu là qua từng hiệp á thì đam gián tiếp nổ thêm anh em ạ, cũng như là đốt đủ các thứ đấy anh em thấy không, bên nửa cây rồi kìa. Rồi chết luôn. Mặc dù lực hơi chênh một chút nhưng mà đi BK thì cũng tầm này cũng ngang lắm anh em ạ. Cũng không 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 ấy đâu. Đấy, choáng này. CC là lò tài phòi luôn. Uầy, chết men luôn. Đế Thính cũng hẹo luôn. Gắt phết chứ đùa đâu. Anh em thấy Tiểu Bạch Long về sau trâu không? Trâu vãi đạn luôn chứ đùa. Nacha thì khỏi nghĩ rồi, về sau chất lượng lắm. Vẫn bị choáng. Trời, giảm sạch sẽ nổ. Ok. 600 triệu. Phản đam chết luôn. Khá là khó chịu anh em ạ. Cửu Cửu Linh về sau nó phản đam cùng các thứ. Là tài phòi lắm.
Na Tra nó hồi sinh trước mày vãi trưởng. 251 triệu nhưng mà để thính chết rồi. Biết ngay mà. Bây giờ mà đến tên Na, bây giờ mà đến tôn Na Tra mình dạy rank này. Xem nào, 1 tỷ không? 1 tỷ 2, ok. Phát nữa. Kích thần kích cho anh em. 400. Nhưng mà con tiểu anh Long vẫn không cần gì. Quá là xịn sò luôn. Và Na Tra của nó thì cũng hồi sinh lại trước cho nên là không biết được. Hơn lực đấy mà đánh cũng khó khăn anh em ạ. Đánh khó khăn. 300 triệu máu. Xem bên Na Tra kia kịp tỉnh không? Kịp tỉnh không? Tỉnh dậy được thì có cơ hội lật, chứ còn không thì... Thôi xong. 500 triệu thì đến Tây cũng hẹo. Lệch 3M, à đâu, lệch 3B anh em ạ. Mà đánh khó khăn vãi trưởng đúng không ạ? Đam Na Tra ảo ma lắm. Tí hẹo á, đùa đâu. Bây giờ thần thú anh em nha. Thần thú thì mình đang chơi tí hưu đầu tiên, anh chiêu thứ hai và ứng long thứ ba. Nhưng mà nếu mà anh em chơi gọi là ấy hơn á, ok hơn á, thì anh em có thể để ứng long ở slot 2 nha. Nhưng bây giờ thì gần như là ai cũng sẽ có đủ 7 điểm nộ, trừ vị trí đầu tiên ra. Đấy, cho nên là cái bí bảo này nó không được phát huy tác dụng nữa anh em ạ. Nhưng mà nói chung là cũng ok. Về sau thì có thêm thần kích búp thêm một lần ra trận nữa thì cũng ổn anh em ơi. Ok, sơ sơ một chút như vậy anh em ơi. Một chút demo cũng như là review sơ qua cho anh em về vị tướng Na Tra, đội hình cơ bản của mình, cũng như là xét cho anh em về cái quả thần thông thiên kỹ và thần kích sắp tới anh em nha. Đấy, demo cho anh em một chút về những cái thiên kỹ, những cái thần kích đáng chơi, nên chơi để anh em mở, cũng như là lựa chọn cho nó phù hợp anh em nha. Đấy, còn bây giờ thì mình cũng xin phép dừng clip đây anh em ơi. Hẹn anh em ở những clip tiếp theo. Anh em đi qua cảm thấy ok, cảm thấy thú vị thì anh em cho mình xin một like cũng như là một lượt đăng ký.